chiều 15 tháng 7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, duy trì nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ, tạo thành điểm nóng, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn luyện, thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới đơn vị tiếp tục cùng với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.